clip cảnh sát giao thông hộ tống đoàn người về quê tránh dịch vẫy tay chào, động viên nhau khiến người xem xúc động. Mới đây, một người dùng TikTok đã đăng tải một clip với dòng mô tả luôn đồng hành cùng bà con trên mọi nẻo đường, sẽ không ai bị bỏ lại phía sau khiến người xem xúc động. Trong video là cảnh tượng hàng trăm chiếc xe máy đang dừng tại một cây xăng để tiếp nhiên liệu. Sau khi người cuối cùng được bơm đầy xăng thì đoàn người bắt đầu di chuyển. Đi đầu là xe cảnh sát giao thông mở đường với tiếng còi ưu tiên vang xa. Ngay sau xe là xe máy của người dân đồng loạt vẫy tay chào các đội hỗ trợ tại địa phương đang có mặt giúp đỡ. Phía bên kia đường, các đội hỗ trợ cũng không ngừng vẫy tay chào, luôn miệng hô vang cố lên, cố lên, để động viên người dân hoàn thành chặng đường xa để về với quê nhà. Nhìn dòng người nối đuôi nhau với sự dẫn dắt của công an giao thông và hỗ trợ nhiệt tình từ người dân địa phương khiến chúng ta không khỏi rưng rưng xúc động. Bên dưới video, đa số người xem đều thể hiện niềm tự hào dân tộc. Không ở đâu như đất nước Việt Nam, thà nghèo khổ chứ không bỏ mặc ai, Việt Nam cố gắng lên. Có ai xem mà nổi da gà như mình không nhỉ? Mình là con trai mà mỗi lần xem clip như thế này đều chảy nước mắt. Chạnh lòng nhớ nhà quá hu hu. Video hiện tại đã nhận về hơn 4,5 triệu lượt xem và 500.000 lượt thích. Đây quả thật là một cảnh tượng chỉ có ở Việt Nam, thể hiện hào khí dân tộc, truyền thống bao đời nay mà người Việt vì quá tất bật mưu sinh nên đôi lúc quên đi điều trân quý này. Điều quan trọng là tình đoàn kết đó luôn xuất hiện đúng thời điểm như vậy. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.